học tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Chủ đề hôm nay, người mới bắt đầu luyện nghe như thế nào? Trước tiên chúng ta cần làm rõ người mới bắt đầu là như thế nào. Nhiều bạn luôn nhận là mình đang ở xuất phát bắt đầu. Tuy nhiên đến khi kiểm tra trình độ thì tiếng Anh của bạn lại có thể đang ở A2 hoặc B1. Chính sự tự ti khiến cho trình độ của bạn luôn ở mức thấp. Vậy đầu tiên hãy tự tin lên. Còn nếu bạn đã có thể nói được hello, how are you, what do you do thì video này không dành cho bạn. Hãy xem series video dành cho các bạn từ trung bình khá lên giỏi đi cho nhé. Còn trong video này là chỉ dành cho những người thực sự đang phải xuất phát thôi. Trước khi bắt đầu, chúng ta cần phải khẳng định với nhau một điều rằng thứ tự mà bạn cần học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ nào chính là nghe, nói, đọc, viết. Chính nghe, nghe là kỹ năng mà bạn cần chú trọng đầu tiên và nhiều nhất. Giống như bạn học tiếng Việt vậy, khi bạn sinh ra, bạn đâu có học từ vựng và ngữ pháp ngay đâu. Bạn nghe ông bà, bố mẹ nói nhiều. Đến 1-2 năm sau, bạn mới bắt đầu nói được từ vựng đầu tiên. Bạn nhớ nhé, bạn nghe mất 1-2 năm rồi bạn mới nói được từ vựng đầu tiên đấy. Vì vậy, bạn cần phải tập trung vào nghe, nghe và nghe. Bây giờ bạn hãy mở eJoy vào phần khóa học trên điện thoại hoặc laptop, bấm vào lọc và chọn trình độ Beginner. Có nhiều khóa học tùy theo nhu cầu của bạn. Nếu bạn thích đi du lịch, hãy chọn Travel Starter. Nếu bạn đang là học sinh, hãy chọn Young Learners. Nếu bạn đang là sinh viên, người đi làm, hãy chọn Social Starters. Có 3 bước để luyện nghe tiếng Anh. Bước 1, xem video và hiểu. Bạn bấm vào Unit 1, học phần 1, bấm vào video đầu tiên. Mục tiêu cần đạt được của bước này chính là hiểu video nói cái gì. Nếu có từ mới, hãy bấm vào từ để tra nghĩa và sau đó lưu từ. Ngoài ra, trên video đã có những hình ảnh minh họa rồi, bạn có thể không cần tra từ điển mà vẫn hiểu nghĩa của từ. Bước 2, chơi game trên video. Bạn đã hiểu nội dung, giờ là lúc để luyện sâu với video. Nếu bạn chơi trên máy tính, có 3 bài luyện tập tiếp theo: chơi quiz, luyện viết, luyện nói. Các trò chơi đều có chấm điểm. Quiz là trò chơi che đi mất một vài từ trong câu thoại và đố bạn đó là từ gì. Trò này giúp bạn thực hành kỹ năng nghe chi tiết ở cấp độ vừa phải. Write chính là nghe chép chính tả. Bạn thực hành kỹ năng nghe chi tiết ở cấp độ khó hơn khi mà bạn phải nghe được chính xác từng từ, từ nào có số nhiều, số ít, từ nào đang ở thể hiện tại, quá khứ, bạn đều phải lắng nghe được. Speak là lúc để bạn luyện nói đuổi. Mặc dù là luyện nghe, nhưng bạn biết không, chỉ khi bạn nói ra được đúng thì bạn nghe mới đúng. Và ngược lại, chỉ khi bạn nghe đúng, bạn mới nói được đúng. Nếu bạn nói ra sai, bạn cần tập trung nghe lại. Khi bạn nói một câu thoại, eJoy sẽ chỉ ra cho bạn từ đúng và những từ chưa đúng. Nếu bạn chơi trên điện thoại, bạn sẽ được trải nghiệm rất nhiều game khác nhau và rất hiệu quả. Game luyện nghe chủ động, Active Listening. Game sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh. Game viết, game nói nhại, Shadowing. Và đặc biệt trên app sẽ có thêm một trò chơi rất độc đáo và cực kỳ hiệu quả để luyện nói. Mình có đính kèm theo hướng dẫn cách học trên app ở phần mô tả. Bước 3, nghe ngấm không cần phụ đề. Sau khi chơi game xong, bạn đã rất thuộc nội dung rồi. Giờ là lúc nghe thụ động, nghe tắm ngôn ngữ. Bạn quay lại xem video, nhưng lần này đừng bật phụ đề, vừa nghe vừa nhẩm theo nội dung. Hãy tận dụng tính năng auto pause để hỗ trợ bạn nghe và nhại theo. Trong video tiếp theo, eJoy sẽ chia sẻ cách dùng auto pause trên app và trên web. Bạn nhớ theo dõi kênh YouTube của eJoy nhé. Ở giai đoạn nghe tắm ngôn ngữ, bạn vẫn có thể tận dụng thời gian vừa đi vừa nghe tắm tiếng Anh. Không cần tập trung vào nghe mà thi thoảng vẫn bắt được nội dung video đang nói gì. Đấy chính là trạng thái mà bạn muốn đạt được. Bạn có thể kết hợp nghe trong lúc đang rửa bát, dọn nhà. Giống như là bạn nghe TV, nghe bản tin tiếng Việt vậy. Và giờ hãy cùng mình xem lại 3 bước luyện nghe tiếng Anh trên eJoy nhé. Video trong khóa học của bạn theo 3 bước trên nhé. Sau 1 tháng, 3 tháng bạn
sẽ thấy trình độ tiếng Anh của bạn tăng lên vượt bậc. Đã có những bạn học ở trên eJoy mà hồi cấp 3 bạn ấy chỉ được có 3 điểm, nhưng sau 1 năm bạn ấy đã có thể khoe với eJoy rằng giờ tôi đã tự tin có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Bạn ấy làm được, chắc chắn bạn sẽ làm được. Nếu bạn còn có bất kỳ một thắc mắc nào hay là những băn khoăn trong việc học tiếng Anh, hãy comment ở dưới để chúng mình làm tiếp các video hướng dẫn cho bạn nhé. Và đừng quên subscribe YouTube channel của eJoy. Bye bye!